thằng cánh dưới màu tiến xa sát lại dưới bạn này, bằng nhau ngang nhau thôi. Anh em chia sẻ đây. Tùng Dương đâu cánh? Tùng Dương thật ra tâm sự với anh em như này. Tùng Dương đang đi giả án, giờ đang nằm trong hỏa lò rồi. Nói thật, nói như thế. Tiếc cho một đời oanh liệt, cuối cùng là nằm trong hỏa lò. Anh em ạ, giờ nằm trong hỏa lò rồi. Dòng xanh ngậm nước phun mì gió, đại bàng vỗ cánh quạt mì khô. Đấy. Điện thoại chưa? Dòng xanh ngậm nước thì phun mì gió, mà đại bàng thì vỗ cánh quạt mì khô thôi. À. Đại bàng xóa cánh nhặt cơm rơi, đúng rồi, chọn. Cơm là chín mẹ cầu đồng đi, quán cơm cầu đồng đi này. Chả thế, đại bàng xóa cánh nhặt cơm rơi thôi. Anh này là Phú Lê à? Đúng rồi, anh là anh trai của Phú Lê em ơi. Anh là Khánh Phú nhá. Thế nào? Khánh với Tiến Bịp ai chất hơn? Cái đầu kiểu nếu mà nói về độ quan hệ xã hội, ông đưa trên B. Độ mafia internet thì Khánh như cái hơn. Nếu mà nói về độ học hành trí thức thì thầy Tiến như hai bằng đại học hơn. Nếu mà nói về độ đẹp trai thì thầy Tiến hơn. Còn nói về độ bị hội thì Khánh như cái hơn. Độ khốn nạn và tiểu nhân thì Khánh như cái gấp tỷ lần thầy Tiến. Thông minh có hạn nhưng mà thủ đoạn thì Khánh như cái có thừa à? Khánh cai đấy, nói chung là xét về mọi mặt thì tương sinh tương khắc, thuyết ngũ hành tương sinh thì mỗi người một đó, mấy cái biển mỗi người mạnh một kiểu em ạ. Anh em vào kênh follow kênh TikTok của tôi là Tư Mã Khánh nha. Anh em bấm Tư Mã Khánh ra là ra kênh TikTok mới. Đây chỉ là kênh đi mượn của chị Phương là chỗ em gái chỗ Hải Bánh cho tôi mượn cái kênh này. Nhưng mà kênh này rồi cũng phải trả lại đâu, mượn gì thì mượn đúng không? Mượn mõ giả tiền, nhờ vả làm sao được, nhờ không được thì người ta vả cho. Nên là anh em vào kênh TikTok của Khánh, kênh chính là Tư Mã Khánh đấy. Và anh em ơi, tối nay 9 giờ, tối nay 9 giờ nhá, à quên 7 giờ. 7 giờ anh em đấy. Uy tín luôn. Con game này đã làm cho Khánh Sky một phát giàu luôn à. Cuộc đời chỉ vào đây thôi này. Tôi nói với các ông này, lặn tài mà 6-3 ra 1 nó còn là may đấy. Đéo mẹ mày lặn tài 6-4 rồi còn ra không à. 6-4 rồi còn ra không. Chung là mình thì mình cũng chả tài giỏi hơn ai. Nhưng mà cái bộ môn tài xỉu này thật ra thì đã được thầy Tiến dạy. Cách xây cầu và bẻ cầu là được tất cả do thầy Tiến đào tạo. Con người Khánh là một con nghẹo, là một thằng ối dạ. Khánh là một thằng mà biết chơi.